cho tên Nhân Thị Thời, sinh 1958, ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tôi cũng không biết sao nó mới đầu nó làm như nó hơi tê tê, rồi sao rồi nó đau, nó nhức rồi coi như vậy nè, ngủ coi như vậy nên nó đau phải lấy tay kéo ra, rồi uống thuốc tây cũng mấy tháng rồi, rồi hôm đó lại đây uống thuốc cái này là bữa nay là 12 ngày rồi, và thấy nó cũng giảm nhiều, tôi cũng mừng, uống gần một năm rồi á, nó hồi mới thì nó cũng đau thôi chứ nó không nhức, gian sau là chuyện khoảng vài tháng nay nó cũng hơi đau, thấy đau nhiều, thì tôi cũng đi trung tâm chỉnh hình uống thuốc cũng mấy đợt, rồi cái qua đại học y dược cũng mấy đợt, rồi vậy sao thấy nó cũng không hết, rồi tôi mới ngưng thuốc cho tay chừng khoảng nửa tháng cái là lại đây nè, tại vì cũng không biết người ta chỉ, cũng nghe nói rồi, cái cũng có mấy người bạn ở gần đây nè nói rồi chỉ lại đây tôi mới biết, phải biết tôi lại sớm uống thì thấy nó cũng giảm đỡ, tôi có nhỏ em nó cũng bị nhức tay với thằng cháu rể. Rồi tôi tính ngày mai là tôi đi về quê nè, nấu lên nó thuốc nó uống. Mà uống cũng cầu trời cẩn Phật ăn mà cho nó hạ thuốc cho nó hết được, tôi cũng vui mừng. Chứ nó đau quá chán. 10 phần là nó hết được 4-5 phần vậy đó. Thì tôi cũng mà cầu xin là uống cho hết hai loại thuốc này là bệnh nó sẽ giúp đi là tôi vui mừng lắm.